Xin kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, Phong thủy Gia Cát xin gửi tới tất cả quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Thưa quý vị, ngày hôm nay Phong thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi chọn đời tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, nữ mạng. Cuộc đời bản mệnh không tránh khỏi những lúc gặp khó khăn và nhất là trong vấn đề tình cảm. Ngoài ra, ở các phương diện khác cũng có rất nhiều điều đáng bàn và cần phải lưu tâm. Mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi tiếp những phân tích tử vi sau đây để hiểu rõ thêm về vận số cuộc đời của mình. Gia chủ Tân Dậu sinh năm 1981, nữ mạng, có cung mệnh thuộc cung Cấn, mạng Thạch Lựu Mộc, cây Lựu Đá, tương con gà, tướng tinh con chó, Phật Bà Quan Âm độ mạng. Tử vi chọn đời nữ mạng Tân Dậu có thể được khái quát qua bài thơ sau. Đoán xem số mạng tuổi này, Tân Dậu mạng mộc cung Cấn tốt thay, cây lựu cây đá mộc tàng, đông xuân sinh đặng thuận mùa số cô, hạ thu sinh lỗi gái thời, dù giàu có của số nàng phải lo, đàn bà ít có lắm thay, ra vai gánh vác đảm đang cho chồng, nhưng mà có được ở đâu, xuyên đầu chẳng thuận, duyên sau mới hòa. Tân Dậu vô số đàn bà, tánh tình cứng cỏi chẳng chiều lụy ai. Lỗi sinh lao khổ tứ bề, nhà cửa rời đổi, xa quê họ hàng, tuổi già số thọ trời ban, vinh hoa phú quý, một đời ấm no. Tổng quan, nữ tuổi Tân Dậu trong cuộc đời có lúc gặp phải những khó khăn trắc trở, đặc biệt là trong vấn đề tình cảm. Lúc còn trẻ khá may mắn, cuộc sống có nhiều niềm vui, tuy nhiên về sau, khi thành lập gia thất, gia đình có nhiều chuyện khiến họ phiền lòng. Sự nghiệp tuy cũng có bước phát triển nhưng không đồng đều. Nữ Tân Dậu, sau khi sinh con đầu lòng, cuộc sống mới có nhiều may mắn và thuận lợi hơn. Tổng kết, cả cuộc đời, công danh sự nghiệp, hạnh phúc hôn nhân của nữ tuổi Tân Dậu có phần phát triển cao nhất là vào khoảng 30 tuổi. Khi về già, số phận khá may mắn, nhất là trong vấn đề con cái. Nữ tuổi Tân Dậu, tuổi thọ trung bình từ khoảng 70 đến 80 tuổi. Nếu làm nhiều việc thiện, tu tâm tích đức thì có thể sẽ được gia tăng tuổi thọ. Tình duyên, sinh vào các tháng 3, 7 và 12 âm lịch, nữ tuổi Dậu sau kết hôn có thể chịu nhiều vất vả, cuộc sống hôn nhân ban đầu không thuận lợi như mong muốn, ảnh hưởng đến tâm tình của hai bên. Nếu muốn giữ vững được hạnh phúc thì nữ Tân Dậu cần phải cải thiện tình cảm giữa hai vợ chồng để cùng nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Mặt khác, tuy vất vả nhưng họ có may mắn về con cái, về già được hưởng cuộc sống tốt đẹp. Sinh vào các tháng 4, 5, 8 và 11 âm lịch, nữ tuổi Tân Dậu có khá nhiều niềm vui trong cuộc sống hôn nhân. Tuy cuộc sống cũng gặp nhiều rắc rối khó khăn khiến nhiều lần vợ chồng xảy ra xích mích, nhưng tình cảm của cả hai người vẫn rất gắn bó và tin tưởng lẫn nhau. Sinh vào các tháng 1, 2, 6, 9 và 10 âm lịch, những người này có cuộc sống hôn nhân khá hạnh phúc và mỹ mãn. Sau kết hôn, nhiều vận may sẽ đến với gia đình của họ, đặc biệt là về tài chính và sự nghiệp. Người vợ Tân Dậu sẽ đem đến nhiều vận may về công danh sự nghiệp cho người chồng. Trong cuộc sống gia đình họ có nhiều niềm vui, nhất là về con cái. Để gia tăng vận trình tình cảm, bản mệnh có thể sử dụng vòng tam hợp quý thần, tỵ, dậu, sửu để hòa hợp, thu hút các mối quan hệ nhân duyên tốt lành đến với mình. Vòng được thiết kế từ gỗ huyết long, loại gỗ quý hiếm trong phong thủy mà ánh sáng có thể xuyên qua được, kết hợp với ba viên mã não màu đỏ có các hình ba linh vật, tỵ, dậu, sửu, mang năng lượng hội tụ, tương hỗ cho từng gia chủ rất tốt, giúp gia chủ gặp được duyên lành, ý hợp, sống hạnh phúc, bình yên. Cũng giống như hầu hết những vật phẩm phong thủy khác, vòng tam hợp huyết long, dần, ngọ, tuất cũng cần phải được hướng dẫn khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi để phát huy tốt nhất công năng, tương hỗ cho từng gia chủ một cách tối đa. Gia đình công danh. Phụ nữ tuổi Tân Dậu trong cuộc sống, gia đình được hưởng nhiều niềm vui từ những người thân xung quanh và gia đình. Sau kết hôn họ khá hạnh phúc, nữ Tân Dậu có tài quản gia nên rất thích hợp với việc nội trợ và chăm dạy con cái. Sự nghiệp của nữ tuổi Tân Dậu ban đầu thường không có nhiều phát triển, con đường công danh hầu như không có. Nhưng sau khi lập gia đình thì lại khác, sự nghiệp dần có những bước tiến rõ ràng, bước sang tuổi trung niên thì công việc của họ đã đi vào quỹ đạo ổn định hơn. Tuổi hợp làm ăn. Nếu nữ Tân Dậu có dự định làm ăn buôn bán, kinh doanh hay đầu tư thì nên chọn đối tác là một trong những số tuổi Quý Hợi, Giáp Tý, Kỷ Tỵ, vì đây chính là những con giáp rất hợp với tuổi và khá may mắn đối với Tân Dậu. Nếu hợp với họ thì Tân Dậu nhất định sẽ rất thuận lợi, thành công và đạt được kết quả như mong đợi. Lựa chọn vợ chồng. Nếu kết hôn với một trong số các tuổi Tân Dậu, Quý Hợi, Giáp Tý, Đinh Mão và Kỷ Tỵ thì những con giáp này sẽ đem đến cho nữ Tân Dậu một cuộc sống tốt đẹp, giàu sang.
Sau kết hôn, cuộc sống của cả hai người sẽ rất hạnh phúc và có nhiều niềm vui. Không những thế, đây còn là một sự kết hợp vô cùng đẹp cả về tình duyên lẫn tài lộc. Vận mang vợ chồng tốt đẹp, tạo nên nhiều điều may mắn, công danh sự nghiệp thăng tiến và rộng mở. Nếu kết hôn với một trong số các tuổi Bính Dần, Canh Thân, Giáp Dần, thì Tân Dậu chỉ được hưởng một cuộc sống bình thường về mặt tài lộc mà thôi. Sau kết hôn, sự nghiệp không có bước tiến triển nhiều, nhưng tình cảm lại vô cùng tốt, cuộc sống gia đình hạnh phúc, mỹ mãn, đầm ấm và trọn vẹn. Kết hôn với một trong số các con giáp Nhâm Tuất, Mậu Thìn, cuộc sống của nữ Tân Dậu phải khá nhiều những khó khăn và trắc trở. Trong cuộc sống có nhiều vất vả, tài chính không thuận, dẫn tới nhiều vấn đề nảy sinh. Nếu muốn có một cuộc sống hạnh phúc thì họ cần phải nỗ lực hơn nữa trong công việc. Trong những năm 16, 18, 22, 30, 34 và 40 tuổi, nữ tuổi Tân Dậu không nên cử hành hôn lễ bởi vì đây là những năm xung khắc với bản mệnh. Nếu họ kết hôn ở độ tuổi này thì cuộc sống gia đình sẽ không thuận lợi, ít may mắn, có thể dính vào những rắc rối khó giải quyết. Tuổi Đại Kỵ, nếu Tân Dậu có ý định làm ăn buôn bán hay đầu tư kinh doanh thì không nên chọn những người sau đây làm đối tác, đó là Ất Sửu, Canh Ngọ, Đinh Sửu, Kỷ Mùi và Mậu Ngọ. Do xung khắc về tuổi nên nếu hai người hợp tác với nhau thì sẽ không đem lại may mắn mà ngược lại còn rất có thể vướng phải rắc rối. Năm khó khăn nhất vào các năm 12, 28, 34 và 40 tuổi, nữ Tân Dậu cần phải thận trọng hơn trong mọi chuyện, mọi vấn đề liên quan tới gia đình, công danh, sự nghiệp và tình duyên. Để hỗ trợ chung cho vận số cuộc đời, giúp gia tăng vượng khí, chiêu đón cát lành, bình an trong mọi phương diện, bản mệnh hãy mang theo bên mình pháp khí hàng đầu của nhà Phật, Bát Bảo Tâm Kinh. Vật phẩm được chế tác từ bạc S999 là chất liệu được sử dụng nhiều trong phong thủy để kỵ tà. Cùng với đó là những ý nghĩa khác nhau trong lối thiết kế được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt lồng ghép vào, cụ thể như sau. Mặt trước là 8 pháp bảo của nhà Phật với những ý nghĩa lớn. Bánh xe pháp luân tượng trưng cho sự luân hồi, luân chuyển không ngừng nghỉ. Bảo bình, sự thâu thu, ngụ ý thành công viên mãn cho gia chủ sử dụng. Thắng phan, vật dụng xa xưa của tầng lớp vua quan tượng trưng cho quyền lực và sự nghiệp. Bảo cái, đây là biểu tượng cho quý nhân sự phú quý. Pháp loa, biểu tượng của trí tuệ và giáo lý trong kinh Phật. Vô tận kết bồ chính là sợi dây với những kết nối chặt chẽ giúp các mối quan hệ thêm bền chặt, vững chãi. Bạch liên hoa tượng trưng cho bản tính thanh tịnh, giúp người sử dụng gia trì công đức. Song ngư biểu tượng cho sự hòa hợp, tượng trưng cho sự hòa hợp của thiên, địa và nhân. Vòng trong cùng khắc chú lục tự đại minh chú Umani Padme Hum là câu nguyện có thể tịnh hóa 6 kiếp luân hồi để mang lại bình an, may mắn, cát lành cho người sử dụng. Mặt sau được thiết kế in toàn bộ chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Bộ kinh có ý nghĩa lớn, nói về trí tuệ, kèm theo những chạm khắc tinh tế của hình ảnh đài sen, là nơi tọa thiền của các vị Bồ Tát mang lại tác dụng tịnh hóa nghiệp lực, chiêu cầu phúc khí. Trên cùng là pháp khí, đó chính là một bông bạch liên hoa. Đang nở rộ, tượng trưng cho sự sinh, sức sống mãnh liệt, mạnh mẽ, thuần khiết và trong sáng. Sử dụng Bát Bảo Tâm Kinh để kỵ tà hóa sát, chiêu phúc nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt để phát huy công năng tối đa tốt nhất, Bát Nhã Tâm Kinh trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái, tẩy uế, khai quang, nạp chú, chỉ lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và có sự kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên quý vị gia chủ quan tâm có thể hữu duyên thỉnh để cảm nhận sự linh ứng, hiệu nghiệm. Tuy nhiên, bản mệnh vẫn nên nhớ rằng cách hóa giải quan trọng nhất chính là ăn ở hiền lành, sống lương thiện, làm nhiều việc tốt, mọi chuyện xấu sẽ tự lánh xa. Ngày giờ xuất hành tốt nhất, nữ Tân Dậu nên xuất hành vào ngày chẵn, tháng lẻ và giờ lẻ thì sẽ đem lại nhiều may mắn, thuận lợi cho những dự định, công việc định thực hiện. Diễn biến tử vi từng năm. Từ năm 18 tuổi đến năm 23 tuổi, trong những năm này, tình yêu và sự nghiệp có nhiều diễn biến phức tạp. Trong tình duyên, quen nhiều người nhưng kết quả lại không đi tới đâu. Tuy nhiên bước sang tuổi 23, tình cảm lại đặc biệt phát triển, có thể dẫn tới một lễ hôn linh đình. Trong sự nghiệp, bước đầu gặp nhiều khó khăn trắc trở, nhưng bằng nỗ lực của chính bản thân thì những năm sau đó đã có chút khởi sắc và ổn định hơn. Từ năm 24 tuổi đến năm 28 tuổi, trong những năm này, Tân Dậu gặp khá nhiều điều không vui, không may mắn. Trong công việc cần chú ý cẩn thận hơn, suy nghĩ chu toàn trước khi đưa ra một quyết định, không nên quá tin người kẻo mang họa vào thân, tiền tài hao tổn. Trong gia đình cũng xuất hiện nhiều vấn đề, tuy không khó giải quyết nhưng cũng khiến Tân Dậu phiền lòng.
từ năm 29 tuổi đến năm 33 tuổi. Trong những năm này, nữ Tân Dậu gặp nhiều may mắn trong vấn đề công việc và tài lộc, có quý nhân giúp đỡ nên họ hầu như không phải lo lắng, có nhiều cơ hội trong sự nghiệp xuất hiện giúp họ kiếm được một khoản tiền lớn. Tuy nhiên, cần chú ý nhiều hơn tới vấn đề sức khỏe, coi chừng mắc phải một số căn bệnh thông thường. Từ năm 34 tuổi đến năm 35 tuổi, đây là những năm tài lộc khá phát triển, Tân Dậu nhận được nhiều niềm vui lớn trong cuộc sống. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi, những năm này, nữ Tân Dậu nên dành nhiều thời gian hơn vào việc quan tâm chăm sóc gia đình, con cái, công danh sự nghiệp vẫn ổn định nên không cần phải chú tâm nhiều. Từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi, có nhiều niềm vui về tiền bạc, tình cảm, cuộc sống gia đình khá vui vẻ, con cái đạt được thành tích tốt. Từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi, cuộc sống có nhiều niềm vui và thuận lợi, công việc làm ăn phát triển tốt đẹp. Trong năm nên chú ý tới vấn đề sức khỏe nhiều hơn. Từ năm 51 tuổi đến năm 55 tuổi, những năm này gia đình yên ấm, con cái hiếu thảo, hòa thuận, có nhiều chuyện thành công trong sự nghiệp. Về mặt tình cảm cũng rất tốt, không có gì cản trở, khá hạnh phúc, êm đẹp. Từ năm 56 tuổi đến năm 60 tuổi, khoảng thời gian này sức khỏe có xu hướng giảm dần, Tân Dậu nên thường xuyên đi kiểm tra thăm khám để đảm bảo bản thân luôn khỏe mạnh. Thưa quý vị, tử vi trọn đời luôn được mọi người quan tâm. Bởi việc phân tích và đánh giá tử vi sẽ có thể dự đoán trước được những biến chuyển trong cuộc đời và đúng đến 90%. Hy vọng rằng tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 nữ mạng có những thông tin hữu ích về vận trình số phận của mình. Nếu quý vị gia chủ muốn nghe thêm các chủ đề liên quan thì hãy đăng ký ủng hộ Phong Thủy Gia Cát để có thêm thông tin quý vị nhé. Chúc quý vị an khang, thịnh vượng, vạn sự an nhiên.